Tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Thủ Thiêm Zite Forever được quy hoạch trên 3 lô đất mang ký hiệu 3.3, 3.7 và 3.11 thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị Thủ Thiêm với tổng diện tích 3,3 ha. Quy mô khu đất dự án gồm 6 block căn hộ cao từ 12 đến 32 tầng, khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường 817 căn hộ. Tại dự án sẽ tích hợp các tiện ích như trung tâm thương mại, hồ bơi, nhà hàng, phòng tập gym và yoga, dịch vụ spa. Theo thiết kế, tại khu đất này sẽ cho xây dựng 2 tòa tháp cao 25 và 32 tầng, khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 300 căn hộ diện tích từ 60 đến 200 m2, thiết kế từ 1 đến 4 phòng ngủ. Ông với lợi thế nằm dưới chân cầu Thủ Thiêm 1 được xem là vị trí đắc địa trên bán đảo Thủ Thiêm, nên từ dự án Thủ Thiêm Zite Forever đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ chưa đầy 10 phút. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng giao thông xung quanh dự án đang phát triển nhanh chóng, đa số các tuyến đường lớn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, nên việc di chuyển đến các quận lân cận dễ dàng. Tuy nhiên, dự án Thủ Thiêm Zite Forever có một điểm trừ khá lớn, đó là vị trí mà dự án này đang tọa lạc chỉ mới cơ bản hoàn thiện hạ tầng giao thông, còn về hạ tầng xã hội như các công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại vẫn chưa có gì nhiều. Do vậy, thời gian chờ sẽ lâu hơn để khu vực này trở nên đông đúc. Theo thông tin tham khảo trên thị trường, thì dự án Thủ Thiêm Zite Forever có giá bán từ 160 triệu đồng trên một mét vuông, và đây được xem là mức giá khá cạnh tranh so với các dự án lân cận trong khu vực bán đảo Thủ Thiêm. Cụ thể, như dự án The River Thủ Thiêm hiện đã được giao dịch từ 140 đến 200 triệu đồng trên một mét vuông, The Metropole Thủ Thiêm từ 145 đến 250 triệu đồng một mét vuông, hai dự án Empire City có giá giao dịch hơn 200 triệu đồng trên một mét vuông. Xét về đường dài, khoảng 2 đến 3 năm tới, khi cơ sở hạ tầng tại bán đảo Thủ Thiêm ngày càng được đầu tư và hoàn thiện, thì lúc này khả năng thanh khoản mới thực sự cao. Đối với khách hàng đầu tư ngắn hạn và cần xoay vòng vốn nhanh thì nên cân nhắc kỹ hơn, vì lúc này mức lợi nhuận chưa thực sự cao như khả năng mà sản phẩm dự án Thủ Thiêm Zite Forever mang lại. Theo bạn, với giá bán từ 160 triệu đồng cho một mét vuông, thì việc lựa chọn đầu tư vào dự án Thủ Thiêm Zite Forever có đảm bảo khả năng sinh lời cũng như nhu cầu an cư hay không? Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của mình bằng cách comment ý kiến vào bên dưới video nhé. Nếu bạn đang quan tâm tới một dự án nào khác, đừng ngần ngại comment vào bên dưới video tên của dự án. Chúng tôi sẽ khảo sát và thực hiện review dự án đó trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường bất động sản nhé.